trí tuệ lớn bồ đề sanh địa địa ngục thoát vô minh nguyện thành Phật độ chúng sinh Nam mô giáo chủ cõi u minh bồ tát địa tạng vương Nam mô giáo chủ cõi u minh bồ tát địa tạng vương Nam mô giáo chủ cõi u minh bồ tát địa tạng vương. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thầy trọn đời giữ đạo theo tư tính, làm lành cùng pháp giới chúng sinh. Cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố chi tu đạo vững bền. Xa biến khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư thiên, chư thần linh, chư linh thần hộ trì, quang giáng nơi đàn tràng pháp hội ủng hộ cho chúng con. Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng Minh Phổ Thanh Sơn trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm Tân Sửu, gia đình tín chủ Phạm Văn Tuấn, pháp danh Minh Tuệ, ở địa chỉ phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, có bố tên là Phạm Văn Thường, pháp danh Minh Trí, bỏ báo thân vào hồi 18 giờ ngày 20 tháng 3 năm Tân Sửu, hưởng thọ 85 tuổi. Đệ tử chúng con nương theo pháp Lục Hòa, thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ, sự cho phép của chư tăng chùa Ba Vàng cùng câu lạc bộ Cúc Vàng, sự cắt cử phân công của đạo tràng, chúng con xin trợ giúp gia đình tác lễ cáo bạch các vị chư thiên, chư thần linh tại nơi địa cuộc nghĩa trang này, chư linh thần hộ trì cùng các vong linh có hữu duyên tại nơi đây, để xin đào huyệt mộ chôn thân tứ đại của người mất tên là Phạm Văn Thường. Chúng con xin chư thiên, chư thần linh, chư linh thần hộ trì ủng hộ cho các công các việc đào huyệt mộ được chu viên. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại từ đại bi thương chúng sinh, đại hỷ đại xa cứu hàm thức, tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, chúng con trí tâm thành đảnh lễ. Chí tâm đảnh lễ tất cả chư Phật, ba đời tột hư không khắp pháp giới.
chí tâm đảnh lễ tất cả chính pháp ba đời tột hư không khâm pháp dư. Chí tâm đảnh lễ tất cả tăng bậc hiền thánh ba đời tột hư không khâm pháp dư. Pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn, trăm ngàn muôn kiếm khó được gặp. Con nghe thấy vâng gìn giữ nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, là người đệ tử Phật ngày đêm nên trí tâm nhớ nghĩ và tư duy về tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Điều giác ngộ thứ nhất, thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ. Tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội. Nếu quan sát như thế, dần dần lìa sinh tử. Điều giác ngộ thứ hai, tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn đều từ tham dục khởi. Nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại. Điều giác ngộ thứ ba, tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác. Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri tục, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp. Điều giác ngộ thứ tư, lười biếng phải xa đọa, nên thường hành tinh tấn để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục âm giới. Điều giác ngộ thứ năm, ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biển tài. Rồi đem niềm vui lớn giao hoa cho tất cả. Điều giác ngộ thứ sáu, nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát thành bố thí, bình đẳng với oan thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác. Điều giác ngộ thứ bảy, năm dục là tai họa, thân dẫu ở cõi tục nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, định bát và pháp thi, chỉ nguyện người xuất gia luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả.
điều giác ngộ thứ tam, sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ Đề, tu hành cầu thánh đạo, cứu độ khắp tất cả. Nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài đều được đại an lạc. Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát đã tự mình giác ngộ và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền pháp thân, đến nơi bờ niết bàn, rồi trở lại sinh tử, độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niệm diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ Đề, mau thành tựu chính giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Hôm nay, gia đình tín chủ xin sắm vật thực dâng cúng đến cho chư thiên, chư thần linh, chư linh thần hộ trì cùng các vong linh có duyên tại nơi đây. Chúng con thỉnh chư vị, chư thiên, chư thần linh, chư linh thần hộ trì cùng các vong linh hoan hỷ lạp thọ cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Biên thường chân ngôn Nam mô Tát Phật Đa Tăng A Đa Phật Rô Chỉ Đề Em Tam Bà Ra Tam Bà Ra Hồng. Nam mô Tát Phật Đa Tăng A Đa Phật Rô Chỉ Đề Em Tam Bà Ra Tam Bà Ra Hồng. Nam mô Tát Phật Đa Phật Rô Chỉ Đề Em Tam Bà Ra Tam Bà Ra Hồng. Biến thủy chân ngôn Nam mô Tô Đô Bà Ra Đa Tăng A Đa Ra Đa Địa Tam Tô Đô Tô Đô Bà Ra Tô Đô Bà Ra. Nam mô Tô Đô Bà Ra Đa Tăng A Đa Ra Đa Địa Tam Tô Đô Tô Đô Bà Ra Tô Đô Bà Ra Tô Đô Sa Bà. Nam mô Tô Đô Bà Ra Đa Tăng A Đa Ra Đa Địa Tam Tô Đô Ra Tô Đô Bà Ra Tô Đô Sa Bà Ha Phô Cúng Dường Án Ngang A Nắng Tam Bà Phà Phiền Nhật Gia Hồng. Án Ngang A Nắng Tam Bà Phà Phiền Nhật Gia Hồng. Án Ngang A Nắng Tam Bà Phà Phiền Nhật Gia Hồng. Nguyện cho các vong linh đường thọ thức no đủ, nghe kinh giác ngộ pháp, sinh lòng kính tín Phật, nương tựa nơi tam bảo, tu hành cầu thoát khổ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh. Nhân duyên hôm nay, gia đình tín chủ Phạm Văn Tuấn pháp danh Minh Tuệ đầy đủ lòng tin đối với nhân quả, nên đã phát tâm cúng dường tam bảo, hộ độ chư tăng tại chùa Ba Vàng với số tiền đặt trên đàn lễ để hồi hướng phúc đến cho chư thiên, chư thần linh, chư linh thần hộ trì cùng các vong linh có duyên trong đàn lễ ngày hôm nay. Nguyện các vị chư thiên, chư thần linh, chư linh thần hộ trì cùng các vong linh có duyên tại nơi đây được tăng trưởng phúc lành, đồng gia tâm ủng hộ cho các công việc của gia đình tín chủ được hanh thông thuận lợi, và cùng với chúng con kết duyên pháp lữ tu trong câu lạc bộ Cúc Vàng, trợ duyên cho nhau mọi điều tốt lành và cùng tu hành cầu vô thượng Bồ Đề. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hồi hướng
công phu công đức có bao nhiêu à, con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh thấy đều thế nhập vô sinh nhân. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời. Nguyện các tội chướng thấy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện đem công đức tu hành này chan giải mười phương khắp tất cả, hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng. Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh quản lý đại chúng hết thảy không ngại. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này khóa lễ động thổ đào huyệt đã viên mãn, chúng con cùng gia đình tín chủ Phạm Văn Tuấn, pháp danh Minh Tuệ, xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân chư vị chư thiên, chư thần linh, chư linh thần hộ trì đã phát tâm ủng hộ. Và giờ này chúng con xin được động thổ để đến sau đó gia đình sẽ đào huyệt. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.